Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2, sách giáo khoa sinh học 12, trang 206 với đề bài như sau. Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2. Lời giải chi tiết như sau. 1. Ô nhiễm không khí. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí đó là do công nghệ lạc hậu hoặc do chưa có biện pháp hữu hiệu. Vậy biện pháp khắc phục là gì? Có 3 biện pháp được đưa ra. 1. Sử dụng thêm nhiều nguyên liệu sạch. 2. Lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí cho các nhà máy. Và 3. Xây dựng thêm nhiều công viên cây xanh. Thứ hai, về ô nhiễm chất thải rắn. Ô nhiễm chất thải rắn có thể là do việc chưa chấp hành đúng các quy định về xử lý rác thải công nghiệp, y tế và rác thải sinh hoạt, hoặc do ý thức của người dân về bảo vệ môi trường chưa cao. Có 3 biện pháp nhằm khắc phục hiện tượng ô nhiễm chất thải rắn. 1. Chôn lấp, đốt rác một cách khoa học. 2. Xây dựng thêm các nhà máy tái chế để tái chế chất thải thành các nguyên liệu đồ dùng. 3. Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường. 3. Về ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm nguồn nước là do chưa có nơi xử lý nước thải và biện pháp đó là xây dựng các nhà máy xử lý nước thải. 4. Ô nhiễm hóa chất độc. Do sử dụng hóa chất độc hại không đúng quy định và biện pháp. Thứ nhất, xây dựng nơi quản lý chặt chẽ các chất gây nguy hiểm. 2. Hạn chế sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp. 5. Ô nhiễm do vi sinh vật gây bệnh. Nguyên nhân. Thứ nhất, do không thường xuyên làm vệ sinh môi trường. Và thứ hai là do ý thức của con người chưa cao. Biện pháp. 1. Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng tránh. 2. Thực hiện việc bảo vệ môi trường thường xuyên. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, sách giáo khoa sinh học 12, trang 206.